Anh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng đêm nay và ngày mai, ngày 3 tháng 10 năm 2021. Quý vị thân mến, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy, những vùng mây dông đang phát triển mạnh gây mưa rào và dông trên khu vực thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và Bảo Lâm. Hiện tại đến những giờ tới, những vùng mây này tiếp tục gây mưa vừa và dông cho toàn tỉnh. Người dân cần hết sức cẩn thận khi ra ngoài vào thời điểm này, vì trong cơn dông có thể sẽ xuất hiện mưa lớn cục bộ, kèm theo tố, lốc sét và gió giật mạnh. Trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 11 đến 14 độ vĩ Bắc, suy yếu dần, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ yếu. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh sẽ có khả năng như sau. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông. Tại khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa và dông, có nơi có mưa to, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ, độ ẩm là 85 đến 90%. Và tiếp theo sẽ là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ngày mai trời nhiều mây, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa vừa và có nơi xuất hiện mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ, độ ẩm là 82 đến 87%. Và tiếp theo sẽ là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Thời tiết nắng gián đoạn vào ban ngày, xuất hiện mưa đêm, chiều tối trời có mưa vừa và lớn ở một vài khu vực, gió đổi hướng cấp 2. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ, độ ẩm là 85 đến 90%. Và cuối cùng sẽ là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Tại khu vực này có nền nhiệt độ cao nhất tỉnh, dao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm trung bình là 82 đến 87%. Ban ngày trời nắng, mưa và dông sẽ xuất hiện vào chiều tối và đêm nay, gió đổi hướng cấp 2. Quý vị và các bạn thân mến, chuối La Ba là loại chuối nổi tiếng nhờ chất lượng ngọt, thơm dẻo, đã được trồng từ lâu trên đất Lâm Đồng. Tuy nhiên, đối với cầu đất xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, do thiếu sự đầu tư nên loại cây trồng này đang bị sâu bệnh, gây hại dẫn đến năng suất chất lượng quả chuối giảm sút, có biểu hiện thoái hóa về giống. Với mong muốn khôi phục lại giá trị, thương hiệu của chuối La Ba trên vùng đất này, các thành viên của Hợp tác xã Liên kết Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản hữu cơ Cầu Đất đã từng bước cải tạo cây trồng, chăm sóc theo quy trình hữu cơ và đã được thị trường đón nhận. Cụ thể như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Khép lại chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.